Hướng dẫn chuyển đổi từng ốc test của AB version 4 từ số thập phân thành số nhị phân. Thì để thực hiện được cái quá trình này chúng ta cần phải khảo sát cái bảng chuyển đổi như sau. Cụ thể là đối với cái từng ốc test của địa chỉ AB version 4 nó sẽ có các giá trị lần lượt là bit 1, bit 2, bit 3, bit 4, bit 5, bit 6, 7 và 8. Nếu mà giá trị của bit 1 mà nó bật lên bằng 1 thì giá trị thập phân của chúng ta sẽ bằng 2 mũ 0 tức là 1. À, nếu mà bit uh, thứ hai mà bật lên 1 thì giá trị thập phân của nó sẽ là 2 mũ 1. Tiếp theo thì sẽ là giá trị tương ứng là 2 mũ 2, 2 mũ 3, 2 mũ 4, 2 mũ 5, 2 mũ 6 và giá trị thập phân của bit thứ 8 bằng 1 sẽ là 2 mũ 7. À, và các giá trị tương ứng của 8 cổ sẽ lần lượt là 1, 2, 8, 6, 4, 3, 2, 16, 8, 4, 2, 1 như thế này. Dạ bây giờ chúng ta sẽ đổi từ số thập phân 192 thành số nhị phân Đầu tiên mọi người viết cho mình 8 cột giá trị tương ứng như thế này 1, 2, 8, 6, 4, 32, 16, 8, 4, 2, 1 Rồi chẳng hạn bây giờ là chúng ta có 192 giá trị Và nếu mà chúng ta để lại 128 giá trị ở cột đầu tiên như thế này Thì lúc này chúng ta chỉ còn lại 64 giá trị mà thôi Và nếu mà, mà chúng ta dời cái giá trị này sang cột tiếp theo Và chúng ta để lại 64 giá trị ở cột này Thì chúng ta coi lại không giá trị À, vậy là từ 192 mà muốn đổ thành số nhị phân thì chúng ta sẽ được cái con số là không Tức là ở những cái cột nào mà chúng ta để lại giá trị như thế này thì giá trị nhị phân của nó sẽ bằng lên bằng 1. Ví dụ tiếp theo chúng ta sẽ đổi từ 80 thành số nhị phân. Chẳng hạn như là nếu mà chúng ta có 80 đơn vị á, thì ở cái cột 128 thì chúng ta không thể để lại bất kỳ giá trị nào thì chúng ta sẽ dời sang cột tiếp theo. ở cột 64 giá trị nếu mà chúng ta để lại 64 giá trị thì chúng ta còn lại là 16 À, nếu mà dời sang cột 32 thì chúng ta không thể để lại giá trị nào hết Thì chúng ta sẽ dời tiếp theo sang cột 16 Và ở cột này nếu mà chúng ta để lại 16 giá trị thì ta còn lại 0 à, Vậy là từ 80 mà đổi thành số nhị phân sẽ là 0101 Tức là ở những cái cột nào mà chúng ta để lại giá trị như thế này thì giá trị nhị phân của nó sẽ bật lên bằng 1 một cái cách khác để đổi từ 80 thành số nhị phân đó chính là chúng ta thấy rằng là 64 mà cộng cho 16 sẽ bằng 80 và chúng ta có thể đổi nhanh là từ 80 mà đổi thành số nhị phân sẽ là 01010000. Giới hạn để đủ nhanh từ 170 thành số nhị phân thì chúng ta có thể làm ba cái bài toán như sau. 128 cộng cho 32 sẽ bằng 160, tức là Đối với 170 thì chúng ta còn thiếu 10 đơn vị nữa. Vậy 8 cộng 2 là bằng 10. Vậy tổng cộng là 160 cộng 10 sẽ là 170. Vậy từ 170 mà chúng ta đổi thành số nhị phân sẽ là 1010, 1010. Đó là cái cách chuyển đổi nhanh từ số thập phân thành số nhị phân bằng cách cộng dồn giá trị của các cột cho đến khi mà bằng được cái con số 170 mà chúng ta cần đổi. Phương pháp đổi như thế này cho phép mọi người à, tính nhẩm trong những cái tình huống mà chúng ta muốn chia địa chỉ IP. Một bài toán khác và cái cách chuyển đổi từ số thập phân thành số nhị phân, chẳng hạn chúng ta có cái giá trị là là 187 và chúng ta muốn đổi cái giá trị này thành số nhị phân thì cách chuyển đổi như thế nào Ở 128 cộng cho 32 sẽ là 160 so với 187 thì chúng ta còn thiếu là 27 đơn vị nữa vậy 16 cộng 8 sẽ là 24 so với 27 thì chúng ta còn thiếu 3 đơn vị và 2 cộng 1 sẽ bằng 3 vậy cuối cùng là 187 nếu mà đổi thành số nhị phân sẽ là 1011 1011 À, cuối cùng là 187 đổi thành cái chuỗi nhị phân như thế này